Hello, xin chào toàn thể các bác trên kênh nhé Hôm nay em Nam lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu đến mọi người một cái chiếc xe bán tải vừa cập bến Salon Tô Tùng Bách Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2017 Con này là thuộc phiên bản số tự động một cầu sản xuất năm 2017 và bản Premium R các bác nhé Bản Premium R thì có những cái điểm gì khác biệt bên ngoài ngoại thất thì đây nó là cái cái body cản trước đây các bác này ở cái phần chỗ khu vực lắp biển số kìa nó có một cái body hạ thấp ở cái cản trước chỉ có trên phiên bản Premium R thì mới có Và tiếp đến là một cái bộ tem sườn đi theo xe Đây, cái tem sườn nhìn rất là bụi bặm ở hai bên, hai bên sườn xe đây các bác này Có chữ Premium R này, cái này là cái đi theo xe các bác nhá Ở bên trong phần nội thất của xe ở trên phiên bản này Thì nó đang được trang bị thêm một cái cam hành trình Đi theo xe một cái màn hình Android và một cái cam lùi Những cái đấy là cái đi theo xe luôn từ đầu Nhưng ở cái chiếc xe này Thì do cái nhu cầu sử dụng của, của cái bác chủ ấy Tức là bác hay nghe nhạc vàng Nói chung là bác là người rất là yêu âm nhạc Thế nên là ở cái màn hình Android nó đưa ra cái chất lượng âm thanh nó không tốt giống như cái đầu CD Thì các bác thì bác ấy đã đổi cho một cái bác ở trong hội Tức là đây là em mua của một cái bác ở trong cái hội xe Nissan này này Thì bác đã đổi về một cái đầu CD và sau đó bác ấy sử dụng một cái màn hình rời Và một để hỗ trợ cho cam lùi Và cái cam hành trình thì nó hoạt động độc lập nó vẫn nằm ở phía trên kính kia các bác kìa con này thì khi các bác mua các bác sẽ lãi ra ngày cái gì thì sau đây em sẽ chỉ ra cho các bác xem Thứ nhất là chất xe của con này cực kỳ mới Xe 2017 nó loanh quanh lăn bánh là 6 vạn km lốp theo xe kìa Nó còn phải sử dụng được thêm một vài vạn km nữa thì mới phải thay à, Bác ấy đã độ thêm Đây là bác ấy mua cái bản Đây là cái đèn pha của cái bản Navara VL Đây cái đèn pha của con Navara VL Nếu mà các bác mua thì chắc chắn là nó phải mất hơn chục triệu đồng rồi Cái đèn pha của cái chiếc xe Navara VL bản đủ ấy, Thì nó sẽ có cái đèn bi tích hợp ở bên trong pha Và hơn nữa là nó sẽ đã có một cái đèn định vị ban ngày Nên khi đi nhìn nó rất là nổi bật, nó rất là đẹp Cái độ chiếu sáng của cái chiếc xe của Tức là của cái đèn pha của cái, cái con Navara VL ấy, Thì nó rất là sáng Hoàn toàn về các bác không phải độ chế gì thêm Và bác ấy đã lên một cái thùng nắp thấp Đây các bác kìa À, sau đây em sẽ đi quay vào chi tiết cái chiếc xe này Để cho các bác tiện theo dõi Hôm nay thì thời tiết nó rất là rất là nắng Em vừa quay em còn vừa nheo hết cả mắt vào Mà quay ở ngoài trời nắng như này Thì không biết một lúc nữa Thì sau khi up cái clip này lên cho các bác xem Thì cái hình ảnh nó có bị ảnh hưởng rất ảnh hưởng nhiều không Ví dụ như nó bị lóa hay là nó bị trói hay là như thế nào đó Thì có gì các bác sẽ thông cảm cho em nhé Thì sau đây em sẽ đi quay vào cái chiếc xe này để cho mọi người cùng được xem ở trong cái clip này thì em chỉ muốn giới thiệu đến cái con Navara này còn cái chiếc xe đằng sau kia là em cho nó ké lên hình ảnh thôi con kia là cái con MG HS HS châu Phi một cái phiên bản cao cấp nhất của cái dòng xe MG HS tại Việt Nam trước đây thì nó lăn bánh với cái giá 1 tỷ đồng thì bây giờ hiện tại theo cái mức giá mới là đang áp dụng khuyến mại này hay là giảm giá này thì bây giờ nó về cái mức giá lăn bánh ở tại tại thủ đô là 900 triệu đồng còn biển tỉnh nó rơi vào khoảng 88 Tức là nó không mất tiền biển Tiền biển ở Hà Nội thì nó thêm 20 triệu đồng Đấy à, Cái chiếc xe này thì sản xuất năm 2021 này Động cơ 1.5 và phiên bản cao cấp nhất Bây giờ nhà em đang bán ra Tức là nó vừa mới mua lăn bánh ra từ khỏi hãng được khoảng một tháng xe thì mới tinh 100% phần trăm em nó bán ra là bảy triệu đồng chỉ có gia lọc thôi các bác nào mà nghĩ cứ kiểu dạng như là ép giá nó theo cái diện như là xe tàu vừa mua mua ra nó phải lỗ rất là nhiều hay thế nọ thế kia thì tốt nhất là các bác sẽ đi tìm sản phẩm khác à, cái chiếc xe này em chỉ bán cho những cái người mà đam mê và hiểu về cái dòng xe mg dòng xe trung quốc này một cái thương hiệu của anh bây giờ nó thuộc tập đoàn saic của trung quốc đấy nó được sản xuất tại Trung Quốc Chiếc xe này thì nội thất của nó đẹp Đẹp kinh khủng, miễn bàn đây, sau đây mình sẽ đi quay vào cái con Navara này nhân vật chính của cái clip ngày hôm nay về sơn vỏ của cái chiếc xe này thì nó hoàn toàn đây các bác xem này nó rất là ống đẹp này Đây, tem sườn nhìn rất là đẹp à, tất cả những cái vết xước nhỏ ở trên thân vỏ thì nó đã được lông, sơn tỉa và đánh bóng lại toàn bộ xe con này là xe đã được spa rồi nhưng mà lúc trước đấy thì em mua xe này của một cái bác ở dưới ninh bình bác ấy đi khá là giữ xe bác ấy làm ngân hàng bác ấy chơi ở trong cái hội Navara này nói chung là bác rất thích cái dòng xe này. đây, bác cái đi bác rất là giữ gìn, các bác nhìn này, thân vỏ của nó rất là ống, rất là đẹp, nhìn nó rất là tươi xe. con xe này nó rất là mỡ xe. đây, lốp của nó này, các bác về sử dụng thêm cho em vài vạn km nữa rồi hãy thay. lốp của xe bán tải rất là bền, đặc biệt là con này là xe đi phố anh ấy chỉ sử dụng loanh quanh từ nhà đến cơ quan và thi thoảng đi chơi cùng với lại hội mấy anh em thôi mấy năm gần đây thì có dịch có covid thì mọi người tụ tập được ít hơn thế nên là ít những cái buổi mà đi dã ngoại hơn đây con này rất là đẹp đẹp kinh khủng các bác nhá số km nó đi ít rồi thứ hai chất xe nó rất là mới đèn trước đèn sau thì không có hiện tượng bị dạn nứt này hay là hấp hơi nước này nói chung là rất là tươi xe À, thùng thì thùng nắp thấp rồi dáng xe nó rất là đẹp thùng con này cái mẫu thùng này rất giống như trên cái mẫu thùng của cái chiếc xe Ford Ranger ấy các bạn cản trước cản sau nhìn rất là ngay ngắn đèn hai bên thì không có điểm gì phải chê đây cả cái thân sườn xe bên này nữa các bác mua xe nhà em về sẵn sử dụng thôi cam kết khẳng định luôn không mất thêm bất cứ một nghìn nào tiền sơn để các bác à, sơn hay là tỉa tót trên cái thân vỏ của cái chiếc xe này sau đây mình sẽ đi quay vào cái gầm tất cả những chiếc xe bán tải khi em lên clip thì em quay rất là kỹ quay kỹ vào những cái phần mà các bác cần phải xem cái gầm của chiếc xe này thì như nào cũng không có hiện tượng bị han gì hay là mòn mục này chưa từng sơn hay phủ lại bao giờ con này thì cũng chưa được dọn gầm đây các bác nhìn này nó rất là mộc mạc này rất là đẹp nó xe đi phố hoàn toàn không có những cái vết va chạm hay móc méo ở dưới gầm nó không sử dụng ở trên cái cung đường xấu nhìn bề mặt bốn của lốp theo xe là cũng biết lốp sơ cua thì chưa sử dụng được một lần nào lốp sơ cua đây mới tinh 100% chưa hạ một lần nào ok à, bây giờ đây con này thì có cam lùi đây các bác này cam lùi này cam lùi đi theo xe nhé các bác nhé nó nằm ở cái phần tay khóa này này đấy ở cái cụm này đây lốp thì bốn quả cái độ mòn nó rất là đồng đều nó tương đồng như nhau đây các bác nhìn này các bác phải dùng cho em thêm vài ván nữa rồi các bác hãn thay cho nó đỡ phí một cái xe mà người ta sử dụng xem là năm nay năm thứ tư thì cái nếu mà ở trên cái đường bằng và thứ hai là cái cao su này nó chưa bị lão hóa đâu nó rất là đẹp đây và vẫn dùng được tiếp bốn quả la răng này thì chưa sơn sửa lại bao giờ sau đây em sẽ đi quay vào cái nội thất cho các bác xem nội thất thì các bác cần xem những cái gì à, em sẽ quay kỹ vào tất cả những chi tiết bên trong khoang nội thất này thứ nhất là cái bề mặt da da này là da bọc vào con này là ghế nỉ đã được bọc một bộ da màu đen cái này bác chủ cũ bác bọc này cái chất liệu này cái bộ da này bác bọc cũng khá là đắt tiền đắt tiền thì sau mấy năm sử dụng mà bây giờ nhìn nó vẫn còn mới như này nếu mà bọc da đẻo thì sau một năm là nó bị bong chóc nó nứt hết ở cái bề mặt da này hay bị nhăn nhầu rất là xấu đây các bác này lòng ghế này mép ghế này rất là mới cái này người ta bọc lâu rồi nhé mà cái da này rất là mềm ở cái lòng này chỗ này thì là ra lỗ rồi Rất là thoáng Đây nội thất của con này đẹp xuất sắc Nỉ trần Không sờn không xù không bẩn Rất là sạch đẹp Đây Các bạn nhìn em Đây em vào trong này em quay Vô lăng Con này được bọc vô lăng từ đầu Nếu mà các bác tháo cái bọc vô lăng này ra Đây thì nó là mới rồi nhưng mà bây giờ các bác hãy nhìn vào các cái điểm tì ở các cái vị trí ngã ba này thì các bác sẽ thấy cái độ hao mòn trong cái quá trình sử dụng của nó như thế nào. Với lại ở trên cái bát còi này nó có cái điểm nào mà người ta dùng người ta hay bấm còi bấm còi bấm còi như này. Dùng lực bấm còi vào vị trí tức là bấm còi mãi ở một chỗ thì nó sẽ để lại những cái dấu vết hao mòn nếu mà xe sử dụng nhiều. Đây. Cực kỳ là đẹp các bác nhá. Rất là mới nhựa ở trong xe thì khẳng định luôn các bác một cái chiếc xe người ta đã giữ thì tìm đâu ra một vết xước đúng không các bác trước đây nó là một cái màn hình android nhỏ nhỏ như thế này nhưng là vì bác ấy bác ấy thích nghe nhạc vàng bác ấy hay nghe nhạc vàng nên bác đã đổi cho anh em trong hội để lấy cái đầu cd này để nó phát ra cái chất lượng âm thanh tốt hơn à, thay vì sử dụng cái màn hình kia để lùi thì bây giờ bác đã mua một thêm một cái màn hình này để bác sử dụng cho cam lùi để bác ấy giữ cái đầu cd này bác ấy nghe nhạc đấy những cái người mà đam mê âm nhạc thì người ta không thích xem hình. Bởi vì những cái đầu CD nó cho ra chất lượng âm thanh nó tốt hơn là những cái màn hình Android bây giờ. Đây, nội thất ở bên trong xe rất là mới, từ vô lăng cho đến tay nắm số, đây khá là bóng này. Tức là bóng do ánh nắng nó chiếu vào, đây em đang che cái ánh nắng để quay cho bác xem này. Ở trên cái tay nắm số này còn mới này, nó còn nguyên vân nhựa này, còn phấn hết lên này, rất là đẹp. Cái lớp phấn mờ bên ngoài nó còn chưa bị mất cơ này xe này mà không mua thì còn mua xe gì đúng không các bác cái chiếc này thì em đang chào bán với mức giá là 505 triệu đồng 505 triệu đồng nếu mà bác nào mà bổ kết mà chốt luôn cái con này đủ giá khuyến mại thêm cho các bác đầu à màn hình Android đấy ở hàng ghế thứ hai mới tinh 100% cái này là sử dụng rồi nhé tức là bác cái... ấy sau khi mua cái xe này về thì bác ấy bọc ra ghế nhưng mà đây là cái bộ da ghế xịn thế nên cái độ bền của nó rất là cao chứ không phải là cái bộ da ghế này vừa mới được bọc ở trong thời gian gần đây đâu đó con xe này rất là đẹp phải khẳng định luôn Nội thất nhựa ở bên trong xe thì không có xuất sát một tí gì Một cái chiếc xe bán tải, một chiếc xe công việc Nhưng mà do là cái bác chủ cũ này Bác ấy làm ở ngân hàng Nhưng mà bác lại đam mê với những chiếc xe gầm cao Và máy dầu Thế nên là bác ấy mới sử dụng một chiếc xe này Nên cái con xe này gần như là Chắc chắn là nó không chở một cái gì ngoài một cái bộ đồ câu này Và một cái kiểu dạng như mấy cái đồ giày dép các thứ Bác ấy đi chơi tennis Đấy nên xe nó rất là mới chất xe nó rất là mới bác ấy đi là công chức bác ấy đi làm thế nên là nó làm máy không được nhiều đâu đây đây là cái khoang động cơ của cái chiếc xe này cái chiếc xe này nó chạy được loanh quanh 6 vạn km này tất cả những cái chi tiết trong khoang động cơ này của nó còn mới còn rất là đẹp khẳng định luôn động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất nó còn nguyên chấm sơn này những cái chi tiết trong khoang động cơ còn nguyên chấm sơn của nhà máy quá mới quá đẹp con xe này em bán là 505 triệu đồng. Đấy. Các bác mua đủ giá thì em lắp thêm màn hình cho. Còn nếu mà không không thích màn hình mà thích sử dụng nguyên giống như cái bác chủ này thì em sẽ bớt tiền cho các bác. Khoang động cơ của xe mới và rất là đẹp. Em đã kiểm tra rất là kỹ trước khi nó vệ sinh rồi nó hoàn toàn không có bất cứ một cái điểm nào nó bị ẩm dầu hay là dò dỉ dầu ở trong khoang động cơ này. À thì cái chiếc xe này em vừa quay lên cho các bác đấy là nó là cái con xe số tự động một cầu sản xuất năm 2017 bây giờ em gọi là quay ké quay qua một chút về cái con xe này thôi bởi vì cái nhân vật chính của ngày hôm nay là cái chiếc xe này còn cái con xe này thì em xem cho các bác xem là nó đáng tiền là những cái gì thứ nhất là cái chiếc xe này thì cứ phải mục sở thị mắt thấy tay sờ và hơn nữa là các bác phải ra hãng và trải nghiệm nó bây giờ em chỉ quay qua cho các bác xem cái chiếc xe ở Việt Nam có cái chiếc xe nào giá dưới 1 tỷ đồng Ngoài cái chiếc xe này ra Mà lại có cái bộ nội thất và ghế đẹp như thế này không ạ Không những nó đẹp, nó xịn này, nó sang Mà đi nó còn cực kỳ là sướng, khẳng định luôn Không tìm được một chiếc xe nào hơn Đây, hai cái ghế của nó cực kỳ là thể thao Ở cái hàng ghế trước này, cái tông màu nội thất của nó này nó sẽ bao gồm đỏ và đen Nhìn nó rất là thể thao giống như những chiếc siêu xe hay những chiếc xe đua Hay những chiếc xe đắt tiền mà đến từ các cái thương hiệu châu Âu Đây, cái này là da lộn này Cái này là da màu đen này Cái này là chỉ đỏ này Có theo chữ châu Phi Châu Phi là cái phiên bản cao nhất của cái dòng CHS này Đây, đây là da đỏ này Ghế này ghế múi đấy các bạn nhé Đây, nhìn hai cái hàng ghế trước này Nhìn chỉ có phát điên lên luôn Bây giờ con GoPro còn 14% Bây giờ cứ quay được đến đâu mà lúc nào nó tắt thì thôi cũng đành phải chịu Đây là em quay ké thôi Ngày mai em sẽ lên một cái clip riêng về cái chiếc xe này Tại vì để nói về cái chiếc xe này thì chắc chắn nó phải mất một clip dài từ 30 phút trở lên Bây giờ chỉ gọi là quay qua qua cho bác thôi Cái xe này thì là bánh mới ở hãng bây giờ giá hiện tại mà đang được khuyến mại là 900 triệu đồng Thì nhà em đang bán cái chiếc xe này vừa mới ra khỏi hãng được một tháng Mà nó đi có 2.500 km thôi là 780 triệu đồng Gia Lộc đây các bác nhìn này phê chưa quá đẹp đẹp đến đẳng cấp tất cả những chi tiết hoàn thiện của nó cực kỳ là cao à, thương hiệu thì thương hiệu của anh quốc nhưng bây giờ nó xuất xứ từ trung quốc nó thuộc tập đoàn tức là cái thương hiệu mg này của anh nhưng bây giờ cái tập đoàn sai của trung quốc nó đã mua lại và nó sản xuất ở tại trung quốc xe thì rất là sang xịn mịn rất là đẹp không có điểm gì phải chê nhưng mà nhiều người cứ kỳ thị mấy đồ tàu nên thành ra là không tiếp cận đến nó để không thử xem nó như thế nào mà chỉ ngồi hóng hoặc là đánh đồng nó sang với những cái sản phẩm kém chất kém chất lượng thôi. Chứ nếu mà đi thì khẳng định luôn. Mấy các bác là các bác đi con này thì chỉ mã vật ra luôn và rơi tiền. Nó vừa đẹp, đi nó vừa sướng vừa êm, cái âm rất tốt. xăng thì tiết kiệm. Em đã bị hoàn toàn bị nó chinh phục. Nhà em đặc biệt là mấy trước vừa mới về một cái màu đỏ. Bây giờ ngày hôm qua em gặp cái con xe này Em thấy nó đẹp quá, bắt buộc em lại phải mua luôn Vì em nhận định được là cái dòng xe này ở trong cái khuôn tiền đấy thì nó không có đối thủ Và chắc chắn là trong cái khoảng thời điểm này vài ngày gần đây thì có thể nó chưa bán được Nhưng mà vài hôm nữa thì hai chiếc xe nhà em sẽ bay ngay theo gió Đấy Nếu mà xe mà nếu mà làm kinh doanh mà mua theo cảm tính Mà không tính toán hay là không tính được cái ưu nhược điểm của nó Để mà đưa về mà kinh doanh thì chắc chắn là chỉ có suốt ngày đi buôn, buôn ngược buôn lỗ thôi Nhưng mà riêng cái chiếc xe này thì em dám khẳng định là bán được em không lo Bởi vì một cái tập đoàn rất là lớn Người ta đưa một cái sản phẩm về người ta phân phối tại thị trường Người ta phải nghiên cứu đến rất là kỹ về cái sản phẩm đó Tức là cái công ty mà nó phân phối cái dòng xe này tại Việt Nam Người ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi Xem ưu nhược điểm của nó như thế nào Xem cái xe nó vận hành ra sao, nó đi như thế nào Nói thẳng ra là nó tốt và nó sướng Thì người ta mới dám bảo hành cho người sử dụng đến 5 năm và không giới hạn km Để khẳng định cái độ bền của cái dòng xe này các bác phải biết là nó như nào rồi